Cái này chúng còn chẳng ghề anh em ạ. Chưa có ong. Chắc là thối rồi con này. Mới mưa xong một tí. Để rừng ướt ướt này. Đang nắng lại mưa ra. Cứ nó mình gỡ nó đó. Điếp con chim này anh em. Con này chắc mới chết này. Con này mới chết, con ấm ấm. Ok nhá, gỡ nó đó. Lưới được con chim anh em ạ. Không chết mất. Ồ, con gì nó xé cái lưới này kinh đấy nhỉ. Nó dính hàng khủng á. Cạnh con chim luôn. Chắc là đại bạn định ăn con này xong chúng nó xé cả lưới mình đi luôn. Rồi bây giờ mình gỡ nó nhé. Cái này là chúng chuột đứt đi anh em ạ. Móc ngay đây luôn. Đùm đùm nhé. Được thế. Ở dưới này có một đống phân cầy hương. Nọ ra hình như là không có sao. Hôm nay ra lại thấy cái khu vực này là nó ăn quả rất là nhiều. Không biết quả gì nữa. Bây giờ mình đặt lại cái bẫy. Bấy này để con chim mà. Ông ăn hết anh em. Chim đen nhưng mà ông đầy. Giờ mình sẽ đập nó đi nhé. Bấy này đã bật anh em ạ. Đây nhá. Ô bấy đây này. Nhưng mà không biết được con gì đâu. Nó kéo xuống nước rồi. Ui, chắc chắn vào hàng rồi anh em ạ. Thấy vết chưa? Vết cào chưa? Đây này. Mình không biết đi đâu rồi. Đây là đúng rơi xuống nước nhỉ. Nhìn nó giấy cái này mạnh thế mà không thấy đâu rồi. Cắn lá đầy đây này. Hay dính cây bạc má rồi. Cây bạc má hay cây hương rồi. Thử kiếm xem nhé. Không biết nó lôi đi hướng nào. Rồi giờ đứng rơi xuống nước này mà. Rớt xuống đấy. Không thấy có vết gì. Kỳ lạ nhỉ. Quay về bới đi. Bới cái nước này xem. Có. Vậy. Không biết bạc má hay là con gì à? Kiểu gì cũng là một con bạc to. Chắc là không phải chuột đâu.
kiếm xuống dưới không nhé. Thôi chắc mình tạm dừng đó. Thấy nhá anh em nhá, anh em nhìn cái chiến trường chưa, tung tóe luôn cái gốc cây này này, cây mèo nhưng mà chết mất rồi, ong đang ăn này. Việc thế này, hôm qua không có ra mình đi bái, giờ mình sẽ đuổi mấy con ong này đi nữa. Mình thấy vết cào mình biết chắc chắn là sẽ vào hàng to, nhưng mà mình nghĩ là cây hương thôi, không nghĩ là con mèo này đâu. Ong này nó đốt người kinh lắm. Đập nó hết đi mới được. Nó có thể đốt mình bất cứ lúc nào. Cái cây này không đập được. Tìm cây khác. Mẹ nó kéo xuống dưới nước rồi mà nó lại quay lên. Khỏe thật con này. À, mình cứ tìm xuống dưới. Nhưng mà con này cũng nhỏ thôi anh em ạ. Mình chết mất đi. Ăn thì nhiều chó đấy. Ôi thối mất rồi. Đây. Ồ đấy con này á, nhưng mà nó kiểu bị gầy mất này. Không biết là còn ăn được không đây. Bụng xanh xanh mà ăn thì chắc còn ăn được. Bồ thật. Thế mà nó lại chết đi. Chắc là bị ong đốt chết rồi. Con này là con đực. Ok, bây giờ mình gỡ nó ra nhé. Ít con mẹ. Anh em mình lại phát hiện một đống phân mới nhé. Con này to kinh khủng rồi. Đây này. Cái đống này chắc hôm kia đây. Còn rất mới nhé, còn ướt nhẹp đây. Ồ. Mình đặt bẫy không trúng. Đây mình sang xem bẫy kia nhé. Con này chắc chắn là con đực rồi. Này phải 3 cân. Nhưng mà không vừa thì chưa lấy được nó. Không bật anh ạ. Cái bê trong cái hàng. Ok. Bật chúng con bọc má anh em ạ. Đây cái hố bê đây này. Không biết nó kéo bàn đạp đi đâu rồi. Là hang phết đấy. Khu vực này được 2 con. Mà con này nhỏ hơn. Con này kẹp khá là cao đấy. Gần đến lắc luôn.
khỏe phết anh em ạ. Đâu, bây giờ mình rửa nó nhé. Còn cái bẫy hàng đá này. Ui, chúng còn rùa. Con rùa gì đây nhá anh em ơi. Bỏ cái đầu vào trong rồi. Dù chết đừng thấy. Đây mình bế ở trong cái hang đá này nhá. Phải rùa vàng không anh em nhỉ? Nếu mà rùa vàng mình giàu to rồi đấy anh em. Không biết là con rùa gì thôi. Khỏe phết đấy. Đây, con này chắc hơn 1 cân. Nhìn tay của nó này. Phò phò đấy. Sao con này nó không biết kiểu không biết cắn người nhé. To lắm anh em ạ. Đang bật lùi đây. Cái chân của nó này. Ghê chưa? Đây này. Không biết rùa gì. Mà chắc khá là đau rồi. Chắc rùa đá đâu. Rồi mình tháo dây. Không biết là có gãy hay không. Gãy chân thì nuôi nó không được. Quá là đẹp luôn con này. Giờ không biết lấy cái gì đâu. Nặng đi. 2 cân. Nặng lắm anh em ạ. Mình chụp nữa. Còn mang máy không chụp được ảnh. Đây. Cái đầu nó thọt đi thọt lại. Con đuôi nhé, đuôi ngắn ngắn đây này, tối quá anh em, nay trời âm u, con này thả chắc nó không đi nhanh được, nhìn chân này, chân móng vuốt này, yeah. Ok, giờ mình gỡ nó đấy. Mấy cái này trông con chim hay sao? Đúng con chim. Đây. Con chim bé xíu. Con này ăn đi cũng được rồi. Bằng con trà mà. Ok nhé. Thăm hết bẫy nha anh em nhé. Bây giờ anh em đi về thôi. Hiện tại đang rất là mưa. Mưa này mới chống cầy hương. Anh em cùng chờ kết quả nhé.